Xin chào tất cả các bạn. Bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng phần mềm Microsoft Project 2016 để lập tiến độ thi công. Thì ở đây mình đã có một tiến độ thi công mẫu là tiến độ xây dựng nhà kho hóa chất. Thì đối với cái phần mềm Project này, khi mà mình nhập cái hạng mục công việc ở đây và số ngày tương ứng với ngày bắt đầu, thì nó sẽ tự động tính cái số ngày này và cái ngày kết thúc cho các bạn đấy, thì và sẽ tự động vẽ một cái biểu đồ thể hiện tương ứng cái số ngày ở trên đây đấy. Đây chính là cái tiến độ mà mình đã lập cho cái công việc xây dựng nhà kho hóa chất, thì bao gồm các hạng mục công việc xây dựng, làm đường, làm bãi bể thùng hóa chất, xây dựng hố ga, hố chứa nước, rửa sàn đấy, gia công chế tạo thép, rồi lắp đặt, rồi phần điện, phần chữa cháy, tương tự với các hạng mục khác. Thì ở đây bên này thì sẽ là cái biểu đồ, trên này thì sẽ thể hiện cái ngày bắt đầu để thực hiện công việc và tên hạng mục công việc ở trên này. Ngoài ra thì còn một cái biểu đồ, đó là chính là vẽ cái đường mũi tên này, nó thể hiện là khi kết thúc một công việc này hoặc bắt đầu công việc nào trước và bắt đầu công việc nào sau. Nó là cái điều kiện ràng buộc, ý là đại ý là khi mà mình ép cọc nhồi xong thì mình mới thực hiện đào móng cột và phá đầu cọc đấy, tương tự với các cái hạng mục công việc khác. Phần mềm Project thì sẽ thực hiện vẽ biểu đồ rất là nhanh, thao tác rất là nhanh, thì nó tiện ích cho các bạn hơn là vẽ ở bên Excel. Thì khi Excel các bạn phải làm rất là nhiều hàm để thể hiện được cái biểu đồ như thế này, nhưng là nó sẽ không trực quan được như thế này. Ở trên project này mình sẽ có hạng mục công việc tổng, sau đó đến hạng mục công việc con. Thì trên biểu đồ này, những cái hạng mục công việc tổng nó sẽ là cái đường summary này, đường màu đen này đấy, nó sẽ bao gồm từ đây đến đây luôn là tất cả các hạng mục công việc tổng, và dưới đó là công việc con ở đây. Thì khi mà các bạn in ra ngoài file PDF hoặc ra ngoài giấy thì nó sẽ rất là đẹp và dễ nhìn. Hạng mục công việc bắt đầu, hạng mục công việc kết thúc. Ok, để lập một cái tiến độ dự án trên phần mềm Project thì mình sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn mở một file Project mới đây. Sau đó các bạn đặt tên cho file đó. Thì đây mình sẽ đặt tên là tiến độ mẫu. Ok, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cái phần mềm Microsoft Project này cho các bạn mới bắt đầu. Thì trên phần mềm này, đây chính là cái giao diện của phần mềm. Thì trên đây sẽ là cái thanh công cụ nhanh, là Quick Access. Đấy, thanh công cụ thao tác nhanh. Thì các bạn có thể thêm vào đây, đây là khi các bạn di chuyển vào đây thì nó sẽ hiển thị lên, đây là Save, có nghĩa là lưu. Và đây là Redo, đây là Undo, là trở lại và trở lại một cái lệnh, một cái thao tác mà mình đã nhập trước đó. Đây là Open đấy. Còn các bạn có thể thêm các cái thanh công cụ khác ở đây, ví dụ như Pin View chẳng hạn đấy, nó sẽ hiển thị ở đây, và tắt đi như thế này là nó sẽ tắt đi. Ok, phần tiếp theo của phần Project chính là cái phần file này. Đây là cái giao diện Backstage của phần mềm Project. Thì trong này các bạn sẽ có rất là nhiều cái tab, trong đó là ví dụ như đây là tab info. Tab này có nghĩa là toàn bộ thông tin của dự án sẽ được thể hiện ở đây. Tiếp theo là mở một cái tab mới, mở một cái project mới. Thì trong này mình có thể lựa chọn một project mới là blank project như thế này, là một cái dự án trắng, không có một cái gì cả, và mình sẽ thiết lập bằng cái thiết lập theo cái ý của mình. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những cái định dạng đã có sẵn ở trong này, ví dụ như đây là một cái dự án phát triển nhà máy chẳng hạn, phát triển phần mềm của nhà máy chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái mẫu của nó. Thì để tạo một cái dự án đã có sẵn này, các bạn chỉ cần vào create là xong. Thì nó sẽ hiển thị cho mình một cái có sẵn này, cái form có sẵn này. Thì các bạn chỉ cần nhập các cái công việc vào trong này. Đấy, thay đổi theo cái ý của mình là được. Thì trên này, đồ thị bên này và phần đồ thị ở bên trên này nó đã vẽ cho mình sẵn rồi. Ok, phần tiếp theo đó là phần Open. Thì phần này là mình mở một cái file project đã có sẵn. Thì cái này đơn giản thôi, các bạn tìm đến cái ổ lưu trữ của mình để mở. Tiếp theo là Save. Thì
dữ liệu sẽ được lưu vào cái phần nào, thì nếu mà các bạn mở một cái file mới, các bạn có thể lưu vào cái phần khác, phần ổ khác hoặc vị trí nào, các bạn ấn vào phần save này thôi. Tiếp theo là print. Thì sau khi mà thao tác với phần mềm project xong thì các bạn có thể in ra giấy hoặc in ra file PDF hoặc copy sang một cái định dạng khác để đẩy sang Excel, thì các bạn sẽ vào mục in này. Ở đây thì sẽ là có chọn máy in và các thể loại hình thức in ở đây. Phần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở phần cuối của video sau khi mình nập xong cái tiến độ. Tiếp theo là phần share, cái này chia sẻ cái phần mềm đến email thôi. Export thì tương tự như với phần in, mình có thể save cái này ra định dạng là PDF. Phần tiếp theo là phần account, phần này thì sẽ hiển thị cái phần bản quyền của phần mềm, các bạn có thể thay đổi ở đây. Và cuối cùng đó là option. Trong option này chính là cái cài đặt, lựa chọn cài đặt của các bạn. Thì ở đây mình ví dụ như mình muốn cài đặt định dạng ngày giờ, thì ở đây nó đang để là date format này chính là ngày giờ. Thì kích vào đây, các bạn có thể lựa chọn cái ngày giờ hiển thị trên cái thanh start đây, trên cái thanh start và finish này. Đấy, ví dụ như đây mình đang để là định dạng là cả thứ, thì nó sẽ có cả thứ ở đây và ngày giờ ở đây. Đấy, nếu như các bạn mà muốn chỉ để mỗi ngày không, bỏ phần thứ đi, thì các bạn vào file option và general này, các bạn chọn lại là mỗi ngày, tháng và năm thôi. Ok, thì cái phần thứ nó đã được bỏ đi và đây nó chỉ giữ ngày, tháng và năm thôi. Phần tiếp theo là phần hiển thị. Thì đây là hiển thị cái tiền, cái tiền của mình theo đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng hay USD. Thì tùy các bạn chọn cái đơn vị nào thì sẽ là đơn giấy. Ví dụ mình đây đặt là Việt Nam đồng. Đấy. Tương tự với các phần khác thì ở phần này là schedule, tức là phần lịch. Thì thời gian làm trong một ngày là 8 tiếng, thời gian một tuần là bằng 40 tiếng và thời gian trong một tháng là 20 tiếng. Thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cái thời gian này tùy theo cái lịch làm việc của các bạn. Tương tự với các cái phần cài đặt khác thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn sau, vào các cái mục sau nếu như mà mình sẽ cần ở những cái cài đặt đến cái ứng dụng này, cài đặt đến những cái chức năng này. Ok, quay lại màn hình chính của cái phần mềm Project. Thì trên phần mềm này, trên giao diện chính này, mình sẽ có 6 cái tab. Trong đó tab thứ nhất là tab công việc, là tab task. Tab này thì sẽ có một cái giao diện, đây là thanh ribbon. Thì các bạn sẽ hoàn toàn điều chỉnh hoặc là sửa đổi hoặc chỉnh sửa tất cả thông tin của cái phần dự án ở bên cái cột, bên cái bảng này, ở trên cái thanh công cụ này. Đó, toàn bộ mình sẽ thao tác ở trên đây. Ví dụ như copy paste hoặc là điều chỉnh chữ hoặc là update tiến độ hoặc là làm điều chỉnh các cái phần khác. Tiếp theo là phần resource. Phần này là phần nguồn lực của dự án. Thì trong này mình có thể đặt nguồn lực là nhân công hoặc vật tư hoặc máy móc. Đấy. Tiếp theo là phần report. Phần này thì sẽ là cái phần báo cáo lại cái dự án. Thì báo cáo này nó có rất là nhiều hình thức báo cáo. Trong này mình sẽ có báo cáo về tổng quan dự án, báo cáo về giá, rồi các công việc sắp tới. Tương tự cũng có báo cáo về phần nguồn lực và phần giá tiền. Ok, phần tiếp theo là phần project. Phần này là phần cài đặt thông tin cho dự án. Đấy, mình điều chỉnh thời gian và các thứ ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết khi bắt đầu mình thực hiện dự án. Và tiếp theo là tab view. Tab view này thì sẽ thể hiện cái cho mình cái cách xem của cái dự án. Ví dụ đây là xem ở biểu đồ dạng Gantt chart, hoặc là các bạn xem ở phần checking. Đây, đây là phần checking. Đấy. Hoặc các bạn có thể xem ở cái sheet nguồn lực. Đấy, đây là sheet nguồn lực. Đấy. Hoặc là xem lại cái phần biểu đồ Gantt chart này. Và cuối cùng đó là tab format. Thì tab này sẽ là cái định dạng của cái biểu đồ bên này. Khi mà bạn đây là cái file gốc ban đầu, đây chính là cái định dạng. Các bạn có thể thay đổi màu sắc rồi là
khung kẻ hình ở trên này, đó là chính là tab format. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu sơ bộ về cái phần mềm Microsoft Project 2016. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với lại phần đầu tiên, đó là phần lập cái danh mục công việc ở đây. Đấy, thì để lập danh mục công việc ở đây, thì đây mình đã có lập sẵn. Nếu như các bạn làm từ đầu thì các bạn sẽ đánh vào các hạng mục. Thì đây mình đã có sẵn hạng mục rồi, thì mình sẽ copy cái hạng mục này để paste sang bên kia. Đây, copy. Mình paste vào đây. Đấy. Thì sau khi paste vào đây thì do bên kia mình đã định dạng là phần hạng mục tổng của dự án là tiến độ xây dựng nhà kho hóa chất, sau đó các cái hạng mục cha bên trong, sau đó là các hạng mục con. Thì để điều chỉnh được hạng mục cha và hạng mục con này, các bạn có thể ví dụ như đây mình sẽ điều chỉnh cái phần hạng mục con này ra cùng cấp độ với hạng mục cha, thì các bạn bôi hết cái phần này, sau đó các bạn điều chỉnh ở đây. Ví dụ đây đẩy ra, đây là Outer Task, có nghĩa là sẽ điều chỉnh lại đâu là cha, đâu là con của công việc. Đấy, khi mình ấn thế này thì nó đã đẩy ra bằng với cái level của cái hạng mục phần việc xây dựng này. Còn nếu các bạn muốn đây là con của nó, thì ví dụ các bạn muốn đây là con của tất cả các hạng mục dưới này, là con của phần phần việc xây dựng, thì các bạn lại bôi đen hết, sau đó các bạn ấn cái nút đẩy vào thì nó sẽ tự động là con. Được chưa ạ? Tiếp theo là phần Most Task này, phần Most Task Mode này, thì phần này sẽ là nó có hai chế độ, một là chế độ manual, hai là chế độ bằng tay. Đây chính là chế độ manual và chế độ bằng tay. Thì ở chế độ manual này thì phần ngày tháng này các bạn sẽ nhập thủ công ở đây, còn chế độ auto thì các bạn chỉ cần nhập, ví dụ như mình để đây là auto, và các bạn sẽ nhập ngày bằng giả sử như đây mình sẽ nhập ngày bắt đầu là ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7, giả sử như đây là 29 tháng 7 năm 2021. Ok, thì đây các bạn nhập đây là một ngày, thì thằng này sẽ tự tính là 29 tháng 7 năm 2021. Nhưng nếu các bạn tăng cái số ngày này lên thì nó sẽ tự động đẩy cái này sang là ngày mùng 3 tháng 8, vì 4 ngày nữa, 29 tháng 7 cộng với 4 ngày thì đây sẽ là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2021. Đấy, tương tự như vậy các bạn sẽ có ngày bên dưới này. Ok, phần tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn không thể nhập cái ngày này từng tay được, nó sẽ rất mất thời gian, và mình sẽ ở bên này. Bên này mình đã có cái phần link này, tức là khi kết thúc một công việc A này thì mình sẽ bắt đầu bằng một công việc B tiếp theo. Có nghĩa là sau khi mà mình ép cầu ngồi xong thì mình sẽ bắt đầu bằng công việc đào móng, hoặc công việc làm bê tông lót móng. Đấy. Thì để làm được như vậy thì mình sẽ có một cái cột ở đây, nó là cột pre-descensor này. Thì cột pre-descensor này chính là cái phần gọi là tiền nhiệm, công việc tiền nhiệm. Ví dụ ở đây mình có là bê tông lót móng, là tiền nhiệm của nó chính là dòng 4. Cái đây chính là biểu thị cái dòng, cái hàng này các bạn nhé, hàng số 4. Thì hàng số 4 chính là tiền nhiệm của bê tông lót móng, tức là sau khi bạn đào móng cột và phá đầu cọc xong thì các bạn sẽ thực hiện làm hạng mục công việc là bê tông lót móng. Đây các bạn nhìn bên biểu đồ. Đây, đào móng, mình zoom to lên một chút. Đây các bạn nhìn này, đào móng, sau khi kết thúc đào móng thì bắt đầu mới xuống đây là bê tông lót móng. Đấy, tương tự như thế. Đấy. Thì đây chính là cái phần pre-descensor này, là phần nhập cái phần tiền nhiệm và link liên kết các công việc với nhau. Thì để làm được việc này các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất, có hai cách. Các bạn sẽ nhập trực tiếp vào đây. Ví dụ như là công việc ép cọc nhồi này là công việc đầu tiên. Thì công việc thứ hai của cái hàng số 4 này, công việc đào móng này, sẽ là cái công việc
làm tiếp theo của công việc thứ ba này. Thì các bạn có thể nhập đơn giản, các bạn nhập ngay số 3 vào đây. Đấy. Thì các bạn để ý ngày này. Các bạn để ý ngày. Thì ngày này, ngày đây nó nằm ở tít ngoài này kìa. À xin lỗi, các bạn để ý nhá. Bây giờ mình đang là tháng 12 năm ngày 12 tháng 10 năm 2019 là ngày này. Trong khi công việc bên này mình đang đặt là 29 tháng 7 năm 2021 và nó tận rất là nhiều năm ở đây, thì mình sẽ phải cài đặt lại cái thời gian của dự án trước. Thì các bạn vào phần project, sau đó chọn project information. Đây chính là cài đặt cái thời gian của dự án. Thì các bạn chọn ngày bắt đầu dự án là ngày bắt đầu, là ví dụ mình đặt là tháng 7 đi, ngày mùng 1. Ngày 1 tháng 7 năm 21. Ok, đấy thì phần này nó sẽ di chuyển cái dự án của các bạn đến phần đây. Chính là bắt đầu là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Đây, toàn bộ ngày bắt đầu dự án nó sẽ di chuyển đến đây. Ok. Thì các bạn để ý sau khi mà mình nhập cái số 3 vào cái cột Descender này, thì nó hiểu là cái dòng ở cái hạng mục đào móng này, tiền nhiệm của nó chính là cái hạng mục công việc của dòng hàng số 3 này. Đấy, thì nó sẽ vẽ cho bạn một mũi tên để bắt đầu, và thời lượng công việc của ngày này mình giả sử như là 5 ngày. Đấy, thì nó sẽ tính cho các bạn luôn là bắt đầu từ ngày sau khi kết thúc công việc ép cọc là ngày mùng 3 tháng 8, thì ngày mùng 4 tháng 8 bắt đầu các bạn sẽ làm hạng mục công việc tiếp theo. Và thời gian hạng mục công việc tiếp theo là 5 ngày, thì nó sẽ tự tính là mùng 4 tháng 8 cộng với 5 ngày thì nó sẽ là mùng 10 tháng 8. Các bạn để ý tại sao mà đáng nhẽ mùng 4 tháng 8 mà cộng với 5 ngày thì phải là ngày mùng 9 tháng 8, nhưng mà đây lại là mùng 10 tháng 8. Cái chỗ này nó chính là trong phần mềm project nó sẽ tự động trừ ngày nghỉ và ngày chủ nhật ra. Ngày nghỉ và ngày chủ thứ bảy chủ nhật, thì cái ngày này mình hoàn toàn có thể cài đặt được. Các bạn sẽ vào trên working time. Đấy. Các bạn để ý là cái màu trắng này là ngày working. Đây toàn bộ màu trắng là working. Đấy. Tiếp theo cái ngày màu nâu này thì là ngày không làm việc, non working là không làm việc. Đấy, tương tự mình sẽ có những cái ngày ở đây, thì là đây là edit working hours, là mình thay đổi cái giờ làm việc. Còn đây là exception day, là những cái ngày này và những cái ngày là mình sẽ cài đặt là ngày không làm việc đặc biệt ở trong tháng, mà nó không phải là ngày thứ bảy chủ nhật. Ok, để cài đặt được cái việc này thì các bạn sẽ vào phần work week này. Đấy, công việc hàng tuần. Thì đây sẽ là mình đang để chế độ lịch sẽ là standard. Sau đó các bạn vào đây. Thì các bạn sẽ vào phần detail này. Trong detail này nó sẽ cho các bạn lựa chọn ngày làm việc, ví dụ làm từ thứ hai, đây là chủ nhật, thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến thứ bảy. Đấy. Thì hiện tại mình đang để thứ bảy và chủ nhật là ngày không làm việc, còn các bạn muốn set up lại chỉ làm nghỉ thứ bảy thôi, đang nghỉ chủ nhật thôi, còn làm từ thứ hai đến thứ sáu thì các bạn set như thế này. Sunday là ngày nghỉ không làm việc, thì các bạn sẽ chọn sang là set day to non working time, có nghĩa là ngày chủ nhật này là ngày nghỉ. Đấy. Ok, tiếp theo ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là ngày làm việc, thì các bạn sẽ giữ chuột để chọn tất cả các ngày này và các bạn kích vào phần set day, tức là cài đặt cái giờ làm việc trong ngày. Thì giờ làm việc thì đối với làm công việc dự án ấy thì mình thường bắt đầu từ 6 giờ sáng. Đây các bạn kích vào đây và các bạn để 6 giờ sáng. Làm từ 6 giờ sáng thì thường sẽ đến tầm 11 giờ trưa là các bạn nghỉ. 11 giờ trưa. Đấy, vậy là mình đã được là 5 tiếng buổi sáng. Thì buổi chiều thì thường sẽ bắt đầu làm việc từ lúc 14 giờ, tức là từ 2 giờ chiều và đến 5 giờ chiều hoặc 6 giờ chiều là các bạn nghỉ. Thì cái này tùy nhá. Nếu như các bạn set một ngày làm việc là 8 tiếng thì buổi sáng các bạn có thể bắt đầu từ 7 giờ sáng đi.
7 giờ sáng đến 11 giờ trưa là bằng 3 4 tiếng. Thì buổi chiều các bạn có thể xét là từ 2 giờ và làm việc hoặc là từ 1 giờ 30 đi. 1 giờ 30 đến 5 giờ 30 buổi chiều. The start ship must be next time and previous. À mình xin lỗi đây. Cái chỗ này phải là AM. Ok. Như vậy là các bạn đã có thứ hai là mình sẽ làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ là vào buổi sáng, còn từ buổi chiều là từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 30. À, các bạn sẽ đây là giờ làm việc 8 giờ trên một ngày. Ok. Thì các bạn nhìn trên bản đồ đồ các bạn nhìn trên cái lịch bên này thì ngày thứ bảy đã chuyển sang màu trắng, tức là mình sẽ làm việc vào ngày thứ bảy, còn chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ thôi. Màu đây. Đấy. Sau đó các bạn ấn thêm một cái nữa là phần exception này. Exception này chính là cái ngày mà ví dụ như các bạn ngày nghỉ của nước Việt Nam là ngày nghỉ Tết này, hoặc là ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, hoặc mùng 10 tháng 3, thì các bạn hoàn toàn có thể nhập cái ngày đấy vào đây. Thì đây các bạn sẽ ghi là nghỉ Tết Nguyên đán. Đấy, thì ngày bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán là giả sử như là tháng 12 bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán, thì từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 12 đi. Hay mùng 10 tháng 12 đi, đấy, nghỉ 10 ngày. Các bạn ấn ok. Đấy, thì bây giờ các bạn check này xem. Tháng 12. Trên phần lịch này, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 là ngày exception day, tức là ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Bên phần mềm project này nó sẽ tự trừ cái ngày nghỉ Tết Nguyên đán đi, trừ những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật đi. Cách tiếp theo để mình có thể đặt cái body essential ở đây thì các bạn có thể vào phần phần tag này. Thì ví dụ các bạn muốn mình làm lại, nếu như mà muốn công việc thứ hai này mà liên kết với công việc thứ nhất, các bạn bôi hai công việc này, sau đó ấn liên kết này. Đấy. Thì là công việc thứ hai này sẽ được bắt đầu sau công việc thứ nhất. Tương tự với công việc thứ ba này, khi các bạn ấn liên kết đấy, thì nó sẽ liên kết ở đây. Được chưa? Thì ở đây các bạn để ý là phần này lịch nó không còn tự động, là ví dụ như ngày mùng 9 này, mùng 9 này mới kết thúc công việc đào móng, thì để bắt đầu công việc làm bê tông lót móng phải là mùng 10. Quay lại cái phần phần task này thì các bạn sẽ ấn vào information ở đây. Đấy. Sau khi ấn information xong thì cái hộp thoại information sẽ hiện thị lên, và các bạn kích vào cái phần pre-dispenser này là phần tiền nhiệm này. Thí dụ cái công việc mà mình đang đặt đây là đào móng cột và phá đầu cọc là tiền nhiệm của cái công việc bê tông nốt nốt móng này, tức là xong công việc này thì mình bắt đầu công việc này, thì ở đây chính là cái phần tay của mình. Đấy. Trong này mình sẽ có bốn cái lựa chọn. Thứ nhất là finish to start, có nghĩa là kết thúc công việc đào móng này thì mới thực hiện công việc làm bê tông lót móng. Tiếp theo là start to start, là hai công việc cùng làm đồng thời đào móng cột và phá đầu cọc, làm đồng thời với lại bê tông lót móng. Ví dụ mình chọn cái lựa chọn này, mình ấn ok. Đấy, thì là đồng thời hai công việc cùng xảy ra một lúc, các bạn nhìn cái biểu đồ mũi tên. Tiếp theo đó là finish to finish. Finish to finish này có nghĩa là không cần biết hai công việc này bắt đầu từ khi nào nhưng phải hoàn thành cùng nhau. Phần tiếp theo là phần start to finish, có nghĩa là công việc trên này, công việc đào móng phá đầu cọc này, đào móng cột phá đầu cọc này sẽ bắt đầu sau khi mà công việc bê tông lót móng bắt đầu hoàn thiện. Đấy. Thì là mình sẽ là start to finish. Mình sẽ trả lại cái phần mặc định ban đầu là finish to start, là hoàn thành công việc trên rồi mới bắt đầu làm công việc tiếp theo. Đấy, thì mình nói tiếp là
Cái nãy mình có nói là ở cái hạng mục công việc đóng móng cột và phá đầu cọc này thì khi kết thúc là ngày mùng 9 tháng 8, để bắt đầu công việc làm bê tông móng này thì các bạn phải để là ngày mùng 10 chứ không phải là ngày mùng 9, như thế này sẽ trùng ngày. Thì các bạn sẽ làm như sau. Là cái nãy mình nói ở trong cái hộp thoại information này sẽ có bốn bốn cái loại chọn tiền nhiệm, giả sử đây toàn tiền nhiệm. Thì sẽ có bốn cái loại hình liên kết. Finish to start thì mình sẽ viết tắt là FS. Còn start to start là SS. Còn finish to finish là FF. Còn start to finish là SF. Đấy, các bạn ghi nhớ cái phần viết tắt này. Thì ở đây mình là khi kết thúc công việc đào bê tông đào cột móng. À, mình xin lỗi, khi kết thúc công việc đào móng cột phá đầu cọc thì bắt đầu công việc làm bê tông lót móng, thì mình sẽ là finish to start, tức là finish cái hạng mục con số 4 này thì bắt đầu mới start hạng mục số 5, thì mình sẽ gõ là finish 3, mình xin lỗi, đây sẽ là đánh 4 trước, tức là hạng hạng 4 này finish to start cộng với lại một đây. Đấy. Có nghĩa là gì? Là sau khi mà hạng mục công việc hạng 4 này là finish to start, có nghĩa là kết thúc công hạng 4 thì mới bắt đầu cái hạng 5. Đấy, finish to start, kết thúc hạng 4 thì bắt đầu hạng 5 và cộng thêm một ngày, có nghĩa là các bạn nhìn này, kết thúc hạng 4 cộng thêm một ngày thì bắt đầu hạng 5, chính là ngày mùng 10. Thì đây sẽ là từ mùng 9 mà mình sẽ sang mùng 10 đây. Đấy, là ngày mùng 10 mới bắt đầu. Thì tương tự như vậy, các bạn sẽ liên kết các công việc ở đây với nhau. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng như bên này. Thì ở đây mình đã có cái ngày liên kết như thế này rồi. Đấy. Thì để cho nhanh thì mình sẽ copy luôn cái ngày ở đây. Copy luôn cái ngày ở đây. Thì các bạn sẽ tự đánh vào theo cái phần phần dự án của các bạn. Đây mình copy cho nhanh. Paste. Đấy, tương tự. Đây mình copy hết đi. Copy từ trên xuống dưới đi. Ok. Copy, paste. Đấy, sau khi paste xong thì mình đã có được cái số lượng ngày rồi, thì tiếp theo mình sẽ để cái này về auto. Tiếp theo là cái phần pre-descensor này. Thì như mình vừa hướng dẫn các bạn cách làm, thì bây giờ mình sẽ copy từ bên này vì mình đã làm từ trước rồi, để mình sang cái phần việc tiếp theo. Thì ở đây mình sẽ copy luôn cái cột pre-descensor này, mình paste sang bên này. Các bạn chưa làm, chưa có file mẫu hoặc là chưa có cái sẵn thì các bạn sẽ phải phụ thuộc vào cái công việc của các bạn thì các bạn mới đặt được là phần liên kết các công việc với nhau và phần tiền nhiệm của công việc hiện tại của bạn là công việc nào. Thì đấy là tùy theo mục đích của cái công việc mà bạn cần đặt thì bạn sẽ đặt như thế. Còn trường hợp mà bạn không muốn đặt như thế thì các bạn hoàn toàn có thể xóa đi và các bạn có thể nhập cái ngày bắt đầu ở đây. Đấy, giả sử như ngày 30. Đấy, thì nó sẽ tự động tính cho, không cần thiết phải đặt liên kết công việc với nhau. Nhưng mà ở đây mình thì sẽ đăng lấy ví dụ là mình sẽ đặt liên kết các công việc với nhau. Ok, thì như vậy là mình đã, sau khi mà copy xong cái phần duration, tức là cái phần thời hạn, thời gian để hoàn thành công việc, và phần pre-descensor này là cái phần liên kết các công việc với nhau, thì các bạn sẽ có một cái biểu đồ bên này. Đây, mình thu nhỏ cái này lại một chút. Đấy, thì mình sẽ có một cái biểu đồ bên này. Đây chính là biểu đồ tiến độ dự án. Thì sẽ hiển thị được thời lượng của các cái công việc mà mình cần phải làm là bao nhiêu ngày. Thì các bạn quay trở lại cái file mẫu của mình. Đây. Bên này file mẫu của mình có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Đấy, mình xin lỗi, đây có ngày bắt đầu và cái phần tên hạng mục công việc ở đây. Thì để làm cái việc này mình sẽ làm như sau. Các bạn sẽ kích vào đây, kích vào cái phần bên biểu đồ này, sau đó kích đúp này, sau đó các bạn sẽ chọn, mình xin lỗi,
Các bạn kích vào đây, sau đó vào phần format này. Sau đó chọn format 3 này. Chọn 3 style này hoặc 3 này. 3 này thì các bạn để ý nhé. Đây chính là cái điểm bắt đầu. Ví dụ mình chọn đây là hình này đi, thì trên cái phần sample này nó sẽ hiển thị đây. Ví dụ ok, thì bắt đầu nó sẽ là như thế này. Đấy, đây chính là cái phần 3 style. Tương tự như vậy, mình sẽ có phần sonic này, chính là cái phần màu này. Đấy, chọn màu cho cái 3. À, chọn màu cho cái điểm start. Tiếp theo là phần middle. Middle này cũng có thể, mình có thể lựa chọn cái biểu đồ. Ví dụ đây sẽ là cái đường mảnh hơn, đây sẽ là cái đường dày hơn. Đấy, phần này sẽ là phần kiểu dáng. Đây chính là kiểu dáng. Thì tùy các bạn thích như thế nào thì mình sẽ chọn như vậy. Và điểm end cũng thế, các bạn sẽ chọn một cái điểm end đây, giả sử như thế này. Đây chính là cái điểm end. Thì ở đây mình không để, nó sẽ tùy vào từng hạng mục các bạn thích cài đặt, thì mình cài đặt, còn không thì mình sẽ để trống như này cho nó đỡ rối mắt. Tiếp theo là phần 3 style ở đây. Trong 3 style này các bạn lưu ý cho mình là khi mà mình thiết lập 3 style này ấy, thì tất cả những cái biểu đồ bên này sẽ thay đổi theo. Ví dụ đây sẽ là cái điểm start. Nếu mình kích dấu tròn đây, ấn ok thì tất cả sẽ thay đổi theo, thấy chưa? Đấy. Đây mình bỏ đi, mình không để gì cả. Mình sẽ không để gì cả. Mình vào lại 3 style. Thì theo cái ví dụ mẫu của mình ở đây, thì trong cái ví dụ mẫu mình sẽ có cái ngày bắt đầu và phần tên hạng mục công việc. À, mình cũng vẫn sẽ vào 3 style. Sau đó các bạn kích vào phần text này. Thì phần left chính là phần bên trái của cái đồ thị này. Mình sẽ đặt là ngày bắt đầu, thì trong này các bạn có thể kích vào mũi tên này để chọn. Còn không các bạn sẽ đánh tên, ví dụ bắt đầu là start. Đấy, thì mình sẽ có bắt đầu đây. Còn bên phải của mình thì sẽ là để phần name. Các bạn đánh name. Đấy, sau đó các bạn còn lựa chọn là trên top, tức là phía bên trên này. Top là phía bên trên này. Và bottom là bên dưới này. Inside là ở giữa này. Mình sẽ điền một cái gì đó ở giữa. Thì cái mà mình điền chính là cái phần thông tin ở bên này. Một là tên, hai là duration, ba là start. Hoặc là những cái thông tin khác, các cái cột khác ở bên này mình có thể điền sang. Thì các cột khác là cột gì các bạn có thể kích vào đây để xem nó là cái cột gì ở đây. Đấy. Ok, thì mình sẽ làm lại. Vào các bạn vào 3 style. Sau đó vào text. Sau đó bên trái thì mình sẽ đánh là start. Bên phải sẽ là name. Mình bấm ok. Đấy, đã được cái ngày bắt đầu và tên hạng mục công việc. Rồi, tiếp theo là phần, các bạn nhìn thấy bên này nó có kẻ ô rất là đẹp. Sau đó bên này thì là có những cái ô nét đứt, nét liền này. Thì để làm việc này thì mình sẽ vào phần kích chuột phải vào cái phần bên điều thị này, bên biểu đồ này. Mình chọn là grid line. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều cái lựa chọn cho mình. Thì đối với cái bảng bên này thì sẽ là switch. Switch bên này sẽ là switch. Mình sẽ chọn switch row là cái phần hàng, còn switch column này sẽ là phần cột. Thì đây các bạn có thể chọn loại đường. Thì đây mình làm chọn đường thẳng đi. Màu. Đấy, các bạn tùy chọn màu. Đây mình chọn màu đen. Tương tự với switch column cũng thế. Mình chọn màu đen. Sau đó ấn ok. Thì bên này nó đã tự động kẻ cái bảng switch này lên cho mình rồi. Tiếp theo là phần bên này cũng tương tự, mình vào grid. Sau đó mình ở đây mình sẽ có gan row, tức là cái phần hàng ngang này. Thì mình sẽ lựa chọn giả sử như nét đất này đi. Chọn màu là màu hơi đen một tí chẳng hạn. Ok, đấy là nó đã hiển thị lên trên này. Tương tự các bạn sẽ cài đặt này với này phần bar row hoặc là middle. Phần này mình cũng sẽ chọn giả sử như màu xanh này. Ok, đấy, đây là cái phần kẻ các cái spread các tách phân biệt các cái tháng này ra. Tiếp tục
Mình chọn này, chọn đây. Đấy, nó đã hiển thị cho các bạn được cái vùng ở bên này. Thì các bạn sẽ tùy chỉnh theo ý thích của mình, theo màu của mình và bắt đầu dự án hay kết thúc dự án hay phần cột nào bạn hiển thị lên để gióng hàng thì các bạn sẽ cài đặt ở phần grid line này. Chưa? Ok. Phần tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cái phần bên này. Đây, phần tiếp theo mình giới thiệu các bạn. Thì đây mình có một cái cột, cột này là cột indicator, là cột hiển thị tất cả những cái thông tin ở trên này. Thì phần này ví dụ mình muốn tạo một ghi chú cho dự án, thì ví dụ đây mình muốn tạo phần việc xây dựng này là thuộc tổ đội xây dựng thực hiện chẳng hạn, thì các bạn quay lại tab, các bạn kích vào cái phần nốt này. Đấy, các bạn nghe là thuộc phần thuộc hạng mục công việc của tổ xây dựng chẳng hạn. Đấy, thì đây cái nốt nó sẽ được tạo lập ở đây luôn. Được chưa? Tương tự thế thì tiếp theo mình sẽ có một cái hạng mục công việc, đó là phần đó là mình đặt milestone. Đấy, milestone là gì? Milestone chính là một cái mốc để mình một cái mốc thi công, ví dụ như khởi công dự án hay là hoàn thành, ví dụ như trong này mình ghi là hoàn thành lắp đặt cột kết cấu thép chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ đây hoặc cột kết cấu thép chính là một milestone của mình, thì mình sẽ kích vào cái, mình sẽ chọn cái hạng mục công việc, sau đó mình sẽ chuẩn chọn vào đây chính là milestone, đây là insert milestone. Đây phần này là phần sẽ chọn ở đây nhá, dòng 48 sau khi lắp dựng xong cột và vì kèo xà gồ thì mình sẽ chọn một cái milestone, thì mình sẽ kích vào đây, nó sẽ tự động insert một milestone cho các bạn và nó sẽ đặt cái điểm này chính là điểm milestone. Ví dụ đây là hoàn thành lắp đặt kết cấu thép. Đấy, thì cái milestone này chính là một cái mốc cho mình. Ok, sau khi mà mình insert milestone xong thì các bạn sẽ chuyển cái này về auto. Đấy, chuyển về auto. Thì ở đây đây milestone nó sẽ để về ngày mùng 7 mùng 1 tháng 7 năm 2021, thì ở đây mình sẽ đặt cái milestone là ngày, ví dụ như ngày mùng 8 tháng 9 này là mình sẽ phải hoàn thành, thì đây mình sẽ sửa thành ngày mùng 8 tháng 9. Ngày mùng 8 tháng 9. Ok. Thì mốc dự án nó sẽ đặt ở đây và đây mình sẽ cài đặt này cái milestone này. Đấy. Chỗ này thì mình chọn cái data 3 đi cho nó dễ sử dụng. 3 này. Milestone 3 text này. Milestone thì bên trái mình sẽ đặt là name. Bên phải là task finish. Rồi, ok. Đây mốc của mình. Mốc tiến độ chính là hoàn thành lắp đặt kết cấu thép vào ngày mùng 8 tháng 9. Đấy. Như vậy là mình đã có phần mốc, và dưới cùng sau khi hoàn thành tất cả các công việc thì mình sẽ đặt một cái mốc khác là insert milestone. Chỗ này mình sẽ chuyển thành auto. Đây mình sẽ là bàn giao dự án chẳng hạn, bàn giao nhà kho hóa chất. Sau khi hoàn thành tất cả các công việc rồi thì mình sẽ bàn giao nhà kho hóa chất, thì cái này mình sau khi kết thúc cái công việc cuối cùng. Công việc cuối cùng của mình là ngày 20 tháng 9, chính là cái ngày cuối cùng mà mình hoàn thiện công việc. Đây mình sẽ để là 20 tháng 9. Ngày 20 tháng 9. Đấy. Ngày 20 tháng 9 là ngày mình hoàn thành công việc. Và mình cũng đặt lại cái milestone này. Đây là name. Ok, đấy. Thì sau khi toàn thành tất cả các loại công việc thì mình sẽ bàn giao cái nhà kho hóa chất này vào ngày 20 tháng 9 cho bên chủ đầu tư chẳng hạn. Đấy.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mà mình lập một cái tiến độ dự án cơ bản nhất trên phần mềm project. Thì sau khi lập xong tiến độ này, các bạn hoàn toàn có thể copy cái phần này hoặc in cái phần này ra để báo cáo, hay là để kẹp vào hợp đồng, hay là bất cứ một cái gì mà mình cần thiết sử dụng đến cái tiến độ này. Thì để làm việc này thì các bạn có thể sử dụng phần in, chính là phần print này. Đấy, các bạn có thể ấn Ctrl B hoặc là sử dụng in. Thế đây mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cách in. Đầu tiên thì các bạn sẽ có cái phần hướng dẫn này. Đây là cái hướng dẫn cách đọc cái bản đồ, các cái biểu đồ bên này thôi. Là ví dụ tab sẽ là màu này, đường này, đường milestone sẽ là điểm này. Đấy. Thì ở đây mình, nếu mình thấy không cần thiết thì mình sẽ bỏ nó đi được. Đấy. Thì bỏ như thế nào? Các bạn vào Base Setup, chọn Footer, Header, chọn ở đây các bạn chọn phần View đi. À, mình sẽ chọn phần ngang này. Thì mình ấn None cái này. Cái này là None. Ấn OK. Đấy. Thì là phần phần này nó sẽ bỏ đi. Và nó sẽ chỉ còn cái phần tiến độ thôi. Đây, các bạn xem các trang. Thì các bạn để ý nhìn này. Đây, bên này là một trang. Và sang bên này một trang khác. Thì thế này sẽ rất là khó nhìn. Thì làm thế nào để mình sẽ đưa nó về được? Ở đây mình sẽ chọn ngày bắt đầu dự án là ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc dự án là 20 tháng 9. Sau đó các bạn sẽ zoom cái này lại. Zoom lại, đây mình đặt tầm 60 thôi. Đấy, thì phần này mình sẽ đặt là một trong những cái phần này. Thì đây mình là print specific date, là mình sẽ chỉ lựa chọn cái time scale between the select date, có nghĩa là các bạn chọn in từ ngày nào đến ngày nào thì nó sẽ hiển thị đấy. Ví dụ mình in ở đây là từ đến tháng 8 thôi chẳng hạn, đến tháng 8 đây, đến ngày 31 tháng 8 thôi, thì nó chỉ in đến 31 tháng 8 thôi. Còn các bạn in đến tháng 7 thôi thì nó cũng chỉ in đến tháng 7 thôi. Đây. Đấy, chỉ tháng 7 thôi. Còn nếu các bạn chọn print entire project là sẽ in toàn bộ dự án. Đấy, còn phần này thì mình sẽ zoom to, zoom nhỏ ở trong này. Đấy, zoom to, zoom nhỏ ở đây. Mình sẽ đặt, ví dụ mình đặt cao lên tí nữa chẳng hạn. Đấy. Ok, mình vừa giới thiệu các bạn là phần điều chỉnh cái biểu đồ bên này để mình in thế nào cho nó dễ nhìn và hợp lý nhất. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần zoom hoặc là điều chỉnh cái ngày in này. Thì ở đây mình print entire project hoặc là print specific date. Tiếp theo là phần chọn máy in. Ở đây thì mình không có cài máy in mà chỉ có phần in PDF thôi. Mình chọn in PDF. Sau đó các bạn kích print. Thì tìm cái vị trí new, giả sử như mình new vào desktop chẳng hạn. Ok, sau khi in xong thì đã tự động chuyển sang bên này rồi. Thì các bạn để ý này, nhìn trên này thì cái dòng này không cần thiết nó vẫn còn hiển thị ở đây. Và hai cái dòng này không cần thiết nó hiển thị đây là sẽ rất là thừa, mà nhìn nó sẽ xấu. Thì do đó các bạn sẽ ẩn nó đi. Ví dụ đây mình sẽ ẩn nó đi. Đây các bạn kích vào cột này, sau đó ấn 2 là nó sẽ tự động ẩn hai column. Đây, hai column. Phần này mình có thể ẩn hoặc mình kéo cái cột này từ đây ra đây là nó sẽ không hiển thị nữa, chỉ hiển thị biểu đồ thôi. Ok, như vậy là đã bị ẩn cái phần cột bên này rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn là phần Base Setup này. Thì trong Base Setup này mình sẽ có phần để mình đặt được cái tiêu đề ở trên này, ví dụ là dự án nhà kho hóa chất chẳng hạn. Thì mình sẽ vào phần Base Setup, sau đó bạn chọn Header hoặc Footer. Header thì sẽ là đặt ở đây, ví dụ Center mình sẽ đặt là dự án nhà kho hóa chất. Đặt OK đi. Đấy, nó sẽ hiển thị ở trên này cho bạn. Đấy, dưới này sẽ là phần Footer.
Phần footer này thì đây nó đang hiển thị là page. Thì các bạn sẽ đặt đây là cứ để là page cũng được. Bên trái này thì các bạn có thể đặt là tên công ty, ví dụ là công ty A chẳng hạn. Bên phải này là người nộp tiến độ chẳng hạn, là Nguyễn Văn A. Đấy. Đây sẽ là phần review, nó sẽ ở đây. Sau khi các bạn ấn OK thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đấy. Dạ, đấy chính là cái phần header và footer. Còn bên nen này thì cái nãy mình giới thiệu các bạn rồi, cái này nen on ở trên này thôi. OK, thì như vậy mình đã đặt xong được cái phần tên của dự án và phần công ty cũng như phần người thiết kế. Thì sau đó bạn ấn pin lại. OK, như vậy là mình đã in xong cái tiến độ dự án. Thì trên này có dự án nhà kho hóa chất. Đấy. Dưới này thì có cột hạng mục công việc. Đây là số lượng ngày, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Cái này bị các bạn khi in điều chỉnh lại cái cột này thì nó bị che khuất cái ngày này. Đây, điều chỉnh ở đây. Điều chỉnh cái này rộng ra tí. OK. Thì sau khi in xong thì nó sẽ hình thành như thế này. Đây là ngày, tháng, năm, rồi biểu đồ, rồi các hạng mục công việc càng nộp tiến độ sẽ như thế nào. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn với các bạn về cách nộp tiến độ dự án. Ở đây là cụ thể ở đây là tiến độ xây dựng nhà kho hóa chất bằng phần mềm Project. Đối với Project 2016 này thì có rất là nhiều tính năng. Thì bài học sau mình sẽ hướng dẫn với các bạn về cách sử dụng nguồn nhân lực, nộp tiến độ nguồn nhân lực ở trong này. OK, bài học hôm nay thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.